Xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Và trước khi vào cái video chủ đề chính ngày hôm nay thì em muốn dành cho các bác ba câu hỏi dành cho bác nào mà đã có bộ dàn karaoke ở nhà rồi các bác nhé. Đầu tiên là bây giờ đa phần các bác sử dụng là vang số hoặc là âm ly để hát karaoke đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi đầu tiên là gì ạ? Nếu như bây giờ các bác muốn phát nhạc không dây thì các bác làm cách nào? Có phải là bây giờ đa phần âm ly hoặc vang số sẽ không có tính năng phát nhạc của Bluetooth? Nếu như muốn phát nhạc không dây thì bây giờ các bác sẽ chạy ra ngoài chợ đúng không ạ? Mua những cái bộ phát nhạc qua Bluetooth vài chục nghìn bây giờ cũng có, 100-200 bây giờ thì rất là nhiều. Tuy nhiên là chất lượng nhạc thì nó cũng khá là kém. Đấy. Câu hỏi thứ hai đó là gì ạ? Đó là nếu như bây giờ các bác đã có bộ dàn rồi mà các bác muốn chỉnh bát, chỉnh chép, đặc biệt là với những bác nào sử dụng vang số thì các bác làm cách nào? Có hai cách. Một là các bác cắm máy tính vào, các bác chỉnh có phần mềm đúng không? Tuy nhiên là nhiều bác bây giờ là không biết dùng phần mềm cũng như là chả có máy tính để mà cắm. Cái thứ hai là gì ạ? Qua và chỉnh tay thì cũng mất khá nhiều thời gian, và khi mà chỉnh lại thì lại phải chạy lại rồi là làm rất nhiều những thao tác, mất rất nhiều thời gian. Và quan trọng là những bác nào phải tìm hiểu sâu về cái vang đó thì chúng ta mới chỉnh được. Đấy. Và câu hỏi thứ ba đó là gì ạ? Bây giờ nếu như mà chúng ta hát karaoke thì phải nói là đến 90% là các bác sử dụng là nhạc từ tivi xuống cắm xuống vang để các bác hát karaoke và nghe nhạc đúng không ạ? Vậy thì nếu như muốn chất lượng nhạc cao hơn thì các bác mua cái gì? Thì chắc chắn rồi các bác sẽ mua những cái bộ DAC, những cái bộ giải mã đúng không ạ? Giải mã thì chiều bây giờ thì trung bình nó giá nó khoảng tầm 1-2 triệu. Đấy là phổ thông các bác nhá. Thì nó sẽ có ba cái vấn đề dành cho những bác nào đã có bộ dàn rồi. Em nghĩ là bác nào đã có dàn rồi thì các bác cũng đều gặp phải ba vấn đề này. Vậy thì nếu như để giải quyết được ba vấn đề kể trên, bình thường các bác phải mua gì ạ? Ba thiết bị để sao ạ? Để giải mã này, để phát nhạc qua Bluetooth này, và để chỉnh bát chép dễ dàng hơn đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một sản phẩm mà 3 trong 1, nó sẽ giải quyết được 3 vấn đề kể trên chỉ với một sản phẩm và giá cả cực kỳ phải chăng. Và đó là thiết bị mới nhất của hãng DB Autix ngày hôm nay sẽ review đến các bác. Đây là một cái con giải mã có thêm tính năng nâng tiếng của DB Autix thuộc series LX rất là cao cấp. Đây là con DAC8. Đấy, một sản phẩm vừa mới ra mắt và em là người đầu tiên review đến các bác sản phẩm này. Bây giờ sẽ mở hộp ra và giới thiệu đến các bác cụ thể và chi tiết hơn về sản phẩm này. Đây là cái hộp của nó, các bác xem, khá là nhỏ gọn đúng không ạ? Còn bên trong đây, bên trong thì rất đơn giản thôi. Nó sẽ đi kèm là một cái dây nguồn này và sản phẩm chính ở đây. Và khi mà các bác dùng sản phẩm ấy, thì em tặng kèm các bác đầy đủ tất cả thiết bị về nhà, phụ kiện về nhà, các bác chỉ việc là bật lên và dùng thôi. Đây. Phụ kiện sẽ có một cái dâu Bluetooth các bác nhé. Đấy. Vì đây là cái sản phẩm thuộc series LX8 nên là đây cũng sẽ là một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp. Đây các bác xem này, chưa? Trắng như ngọc trinh luôn, mặt phay nhôm nhìn rất là đẹp. Một cái màn hình cỡ lớn hiển thị đầy đủ thông số, một cái núm ở đây để các bác có thể là chỉnh được cái thông số. Và mặt sau của nó gì ạ? Nếu như bình thường ấy mà giới thiệu về nâng tiếng thì các bác để ý cho em nhé. Nâng tiếng nó sẽ có thêm là cái tính năng cắt súp ở đây. Đấy, nhưng mà đây em bảo rồi, là một thiết bị mà giải mã kèm theo tính năng nâng tiếng. Đấy. Đầu tiên thì các bác phải xem nó sẽ có những cái đường nhạc vào như là đường AV. Đấy. Đường out bằng AV cũng có luôn này, đường nhạc vào bằng cổng quang này, đường input bằng cao lông và đường output bằng cao lông. Đấy, rất đơn giản thôi. Nó sẽ không có cổng súp, và bởi vì nếu như bây giờ các bác muốn nâng súp hay nhất thì các bác phải chỉnh phase, chỉnh delay đúng không ạ? Thì nâng tiếng nó sẽ không làm được. Mà nếu như hay nhất thì bây giờ các bác cứ dùng vang số để các bác chỉnh cho em. Rồi, giờ sẽ cắm vào test đến các bác những cái tính năng và giới thiệu đến các bác về cái con DAC8 này một cách chi tiết nhất. Giới thiệu nhanh đến các bác những cái tính năng trên con này nhá. Đầu tiên là bây giờ ví dụ các bác muốn chỉnh bát chép đúng không ạ? Thì đây sẽ có là low và high, tương đương với là bát và chép. Đây ví dụ các bác bấm low này. Đấy, bây giờ ví dụ như tôi muốn là tăng tiếng bát lên thì các bác bấm low và các bác tăng ở đây. Đấy. Con này nó sẽ có số các bác nhá, chỉnh qua số. Max có là 16, còn bình thường nó sẽ là 10. Đấy, đây là giải bát. Còn đây là giải chép. Đấy, tương tự như vậy, muốn ít chép nhiều chép, và đây vặn phát xoay. Nó có số luôn nên là làm nó rất là khoa học, được chưa ạ? Ví dụ lần sau mình muốn nghe cái chép khoảng 12 này thì mình nhớ luôn à, cái hai đó là 12 với vặn đến 12, chưa ạ? Rồi, ok, tiếp theo là cái tính năng đây, là cái tính năng mà nó cắt tần số hòa âm cho đường tiếng. Đấy. Càng để thấp thì mức độ hòa âm càng cao các bác nhá. Đây là tune này. Đấy. Còn một cái tính năng nữa ở đây đó là gì ạ? Đây là cái tính năng mà xử lý toàn bộ hiệu ứng. Các bác càng vặn cái này lên cao thì cái tiếng nhạc ấy, nó sẽ càng gom vào, nó chắc tiếng hơn. Đấy, rồi.
Còn tính năng nữa đây là gì ạ? LPF, đây là cái tính năng cắt tần số. Đây. Ví dụ đây là 100 này, nhưng bình thường cái này em sẽ để là bypass. Input, input đầu vào thì con này nó cũng có khá nhiều chế độ các bác nhá. Bluetooth này, CH12 là đường AV đấy. Và đường cổng quang, được chưa? Còn đây là bypass là cho qua. Đấy, thì khi mà các bạn bấm bypass thì cái DAC kèm với giải mã này nó sẽ không có tác dụng gì cả. Đây là chúng ta không được để bypass các bác nhá. Rồi, ok. Rồi sẽ cắm vào và test cho các bác thực tế cái chất khi mà chúng ta nâng tiếng trên con này. Các bác nhá. To nhạc tí này. Rồi, đây là bình thường. Bây giờ sẽ test xem là khi mà nâng nó có bị vỡ hay không các bác nhá. Đa phần là những cái dòng mà các bác mua, ví dụ như mua nâng tiếng không ấy, các bác test chất lượng bằng các việc các bác tăng hết chép của cái bát lên. Nếu như mà nó không bị vỡ tiếng thì nó là ok. Còn sản phẩm mà kém chất lượng thì khi mà các bác tăng lên ấy, tiếng nó bị vỡ và nó xé. Đấy, vỡ giải bát và nó xé ở giải giải cao. Bây giờ là cái giải low. Anh đưa về không đi xem sao nào. Chưa, các bác nghe chưa? Mất bát luôn. Để âm lượng nhạc nguyên thôi, để nguyên thôi anh. Bây giờ anh tăng hết bát lên cho em xem. Đấy. Ok, các bác thấy sự khác biệt rõ ràng nhá. Cho về bước ban đầu đi, 10 đi. Ok, giải chép đi. Đi hết về không? Đấy, nghe nó tối om luôn. Tăng tép lên xem nào, hết cỡ đi. Chưa đợi ta đưa nhau cuối đường sợ đấy. Làm đêm vui vui. Cái hàng chất lượng thì nó sẽ như thế các bác nhá. Ở đây thì trên phòng này không có tivi là không test được cái tính năng nhạc kia, mà test thì các bác cũng không cảm nhận được, nên là em không test cái tính năng DAC của nó. Và bây giờ thử cái tính năng tone ấy. Đây là cái tính năng cắt hòa âm cho đồng tiếng. Bạn ấy cự mắc xem nào. Đấy. Rồi ok, nghe khác đấy. Rồi ok. Các bác nghe khác không ạ? Cái tính năng processor ấy. Em đọc tiếng Anh nó hơi hơi Việt súp lên, các bác thông cảm nhá. Đây là cái tính năng xử lý hiệu ứng. Khi mà các bác vặn nó càng cao lên thì nhạc nó càng chắc tiếng và nó gom hơn. Tăng lên xem nào. Đấy. Ở đây là cái set này các bác đang nghe là cái set LX8 của DB. Tiếng nó cực kỳ hay rồi. Một đôi loa 30 và Sub 40 đấy. Khi mà ghép cả cái set này lên thì là nhìn nó rất đồng bộ với nhau và nhìn nó rất là đẹp mắt. Bật thử nhà các bác nghe thì dĩ nhạc nhá. Cái LX8 này tiện thể quảng cáo tí. Cả set này nó khoảng tầm 80 triệu các bác nhá. Ok, nhỏ nhạc đi. Đấy, vừa rồi thì vừa review nhanh các bác cái dòng sản phẩm mới nhất của DB là con giải mã kèm lưng tiếng LX DAC8. Nó sẽ giải quyết cho các bác ba vấn đề là phát nhạc của Bluetooth là một này, giải mã tín hiệu từ TV xuống này, và cái thứ ba là giúp các bác là chỉnh được bát chép một cách đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng nhất. Và sản phẩm thì với mức giá rất là hợp lý, và giá sản phẩm thì em sẽ update ở trên website của bên em là sóngamthanh.vn các bác nhé. Khi các bác mua hàng thì em sẽ bao ship, bao test cho các bác và tặng kèm các bác đầy đủ phụ kiện về nhà. Các bác chỉ việc là bật lên và trải nghiệm chất lượng âm thanh mà thôi. Nếu như các bác trải nghiệm mà không đúng như những gì em nói thì các bác có quyền trả lại hàng các bác nhá. Đấy là những cái khẳng định của Sóng Âm Thanh với tất cả những sản phẩm mà bên em quảng cáo và bên em bán ra. Ok. Và nếu như các bác thấy thích cái sản phẩm mới này thì để lại cho em một like, một đăng ký kênh các bác nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác.